Đây là cây sơ ri Đài Loan nha các bạn. Cây được nhập khẩu từ Đài Loan. Cây đang ra rất là nhiều trái. Trái của nó có thể kéo dài mấy tháng. Tại vì nó có nhiều lớp trái. Trái chín này, trái nhỏ vừa vừa, trái nhỏ và hoa. Nó ra liên tục như vậy. Trái sơ ri rất là nhiều trái nha các bạn. Cây này hoành khoảng 45, hoành đo ở đây khoảng 45, cao từ mặt chậu lên khoảng 6-70 cm. Cây rất là đẹp. Cái chậu này được nhập từ Đài Loan luôn kèm với cây. Đây là chậu vẽ tay. Chậu vẽ tay từ Đài Loan. Cây đang ra rất là nhiều trái, ra mấy tháng nay rồi. Rất là nhiều trái. Phía xa xa này. Chụp trên quay trên cao xuống, quay bộ tàn này các bạn, đó rất là nhiều trái nha các bạn. Bên trong bộ tàn mình quay phía sau cho các bạn coi luôn. Phía sau của cây. Wow. Trái. Cây có cái co rất là đẹp. Đây là phía sau nha các bạn. Cây này hai mặt cho mình nào cũng được. Hoành khoảng 45 cm. Này là cái rẻ mình đắp lên để giữ độ ẩm cho cái cục đá thôi. Mặt sau. Chậu lành tít luôn.